Thưa quý vị, sau đây là những bản tin cuối. Tịch thu 15.000 viên fentanyl trong vụ truy quét ma túy ở quận Cam. Theo hàng loạt những lời tweet của Sở Cảnh sát quận Cam, giới công lực đã thi hành lệnh khám xét tại hai địa điểm ở Bắc Orange County. Và trong cuộc khám xét họ tìm thấy hai ký bột fentanyl, 10 pound methamphetamine và 15.000 viên fentanyl, thường được gọi là fentanyl cầu vòng. Cuộc truy lùng này đánh dấu lần đầu tiên các điều tra viên của Sở Cảnh sát quận Cam bắt được Fentano cầu vòng trong phạm vi quyền hạn của họ. Các cơ quan hành pháp đã cảnh báo công chúng về sự nguy hiểm của Fentano trong nhiều năm qua, nhưng thật đáng tiếc là những lời cảnh báo đó dường như không được chú ý, đặc biệt là giới trẻ. Trong một thông báo của dịch vụ công cộng mới có tên là Death in Disguise, để cảnh báo mọi người về sự nguy hiểm của fentanyl. Ông Martin Estrada, là luật sư tại California, cho hay việc ngộ độc fentanyl hiện nay là nguyên nhân gây tử vong số một cho những người từ 18 cho tới 45 tuổi. Chúng tôi cần thông điệp này được lan truyền rộng rãi. Chỉ cần lan truyền thông điệp này sẽ giáo dục và sẽ cứu được nhiều mạng người hơn. Văn phòng luật sư của Hoa Kỳ cho hay người bán số ma túy này sẽ bị truy tố và dự định sẽ phải ra tòa liên bang vào tháng 10. Nếu bị kết tội thì người này phải chịu mức án tối thiểu bắt buộc là 20 năm tù giam. Phát hiện lương Mỹ khổng lồ trên bãi biển Texas, một nhà nghiên cứu biển ở Texas đã tìm thấy con lương khổng lồ trong chuyến khảo sát trên đảo Mustang vào tuần trước. Chase Turner, giám đốc khu bảo tồn thuộc Viện Khoa học Hàng hải Đại học Texas, thành phố Port Aransas, đã chia sẻ một đoạn video trên kênh YouTube cá nhân ghi lại cảnh ông tìm thấy một con lương hay cá trình trên bãi biển Texas NBC đưa tin, con vật này rất lớn, nó dài khoảng 1,2 mét, ông Turner thốt lên trong video. Con lương được cho là đang cố gắng di chuyển trở lại vùng nước ngọt sau mùa sinh sản. Ông Turner cho biết thêm những con lương cái thường chết sau khi sinh sản ngoài khơi, nơi chúng có thể đẻ tới 4 triệu quả trứng cùng lúc. Cục cá và động vật hoang dã cho biết lương Mỹ là loài cá nước ngọt chủ yếu sống ở sông và cửa sông, thường di cư ra biển vào mùa sinh sản. Trong khi những con cái có thể dài tới 1,2 mét, những con đực thường nhỏ hơn nhiều chỉ khoảng 0,45 mét. Ông Terno cho hay rất hiếm gặp những con lương kiểu này dạt vào bờ biển Texas. Đây là lần thứ hai ông bắt gặp sinh vật này ở bãi biển Texas trong 5 năm qua. Thưa quý vị, sau đây là bản tin cuối bắt giữ 6 di dân lậu từ Việt Nam vào Hoa Kỳ bằng đường bộ qua ngã Canada. Một nhóm các di dân lậu trong số đó có 6 người từ Việt Nam đã bị bắt giữ ở biên giới Hoa Kỳ với Canada và nguồn tin vừa kể cho hay vào ngày 29 tháng Giêng vừa qua, lực lượng tuần tra biên giới của Hoa Kỳ đã chặn giữ 13 người ngoại quốc gồm có 7 người Mexico và 6 người Việt Nam. Tất cả họ đều nhập cảnh bất hợp pháp từ hai địa điểm ở phía tây tỉnh New Brunswick của Canada, giáp biên giới với tiểu bang Maine của Hoa Kỳ. Vào hôm thứ Năm tuần trước, thì cơ quan thuế và bia tuần tra biên giới của Hoa Kỳ cũng ra một bản thông cáo nói rằng hiện nay vấn đề chuyển vận di dân lậu tại khu vực tiểu bang Maine với tỉnh bang New Brunswick của Canada chưa phải là vấn đề lớn như những khu vực biên giới khác của nước Mỹ. Tuy nhiên, hoạt động tội phạm xuyên quốc gia mới nhất này xảy ra là nguyên do cần phải quan tâm. Vào thời gian này trong năm, nhiệt độ rất lạnh ở khu vực nói trên có thể dẫn đến nguy hiểm cho tính mạng của các di dân lậu. Hôm 20 tháng Giêng năm nay, thì các viên chức của tuần tra biên giới đóng tại thành phố Calais của tiểu bang Maine đã ra lệnh cho một chiếc xe dừng lại tại khu vực Hồ Lambert, nằm ở phía tây của đường xuyên biên giới với thành phố St. Croix, phía tây nam của tỉnh New Brunswick. Có 6 người Việt Nam bị cáo buộc là nhập cảnh bất hợp pháp vào Hoa Kỳ. Tài xế của chiếc xe nói trên là công dân Mỹ đã bị bắt giữ vì tình nghi vận chuyển di dân lậu. Cả hai trường hợp kể trên, tất cả những người nước ngoài đều bị phạt mỗi người 5.000 Mỹ Kim và làm thủ tục trục xuất ra khỏi nước Mỹ. Chuyện xảy ra tại tiểu bang Maine là chuyện hiếm hoi khác với câu chuyện mà nhiều người Việt Nam tìm cách nhập lậu vào các nước tại khu vực châu Âu để kiếm sống, đặc biệt là Anh quốc. Họ phải trả một số tiền lớn, có khi lên tới hàng chục ngàn mỹ kim cho một nhóm người tổ chức các chuyến đi từ Việt Nam sang tới nước Nga rồi vượt biên bằng đường bộ rất gian nan để tới khu vực Đông Âu, sau đó được chở lên những chiếc xe tải bít bùng tới khu vực Tây Âu. Nhiều người Việt Nam khác chọn con đường kết hôn giả để tới Hoa Kỳ sinh sống nhưng rất tốn kém. Hồi năm 2019, có 50 người gồm cả người Việt Nam và người Mỹ đã bị chính phủ Hoa Kỳ bắt giam trong cuộc điều tra đường dây kết hôn giả ở thành phố Houston của tiểu bang Texas. Kính thưa quý vị, vừa rồi chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tầng 577.5 qua sự trình bày của Minh Châu và Đức Vượng. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và xin kính chúc quý vị một ngày mới nhiều hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.